Angela Phương Trinh khoe số đo 3 vòng ấn tượng, bùng nổ visual khi chung khung ảnh với Nhã Phương và Diễm My 9X. Tại một sự kiện cao cấp được diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây, những mỹ nhân nổi tiếng đình đám V-biz gồm Nhã Phương, Diễm My 9X và Angela Phương Trinh khiến dân tình phát xuất với những khoảnh khắc bộ ba đọ sắc với nhau. Tại sự kiện, các người đẹp 9X đều rất hào hứng khi có dịp gặp gỡ những người bạn thân thiết. Nhã Phương hết mực cuốn hút với style thanh lịch, khẳng định nhan sắc mặn mà, vặn người mê. Cô diện trang phục của nhà thiết kế Lâm Gia Khang, đồng điệu với màu túi Dior, hoàn thiện vẻ ngoài đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng và sang trọng. Làn tóc đen, uốn sóng nhẹ giúp nữ diễn viên khiến nhiều người phải say đắm trong sự kiện. Được biết đến là một nữ diễn viên nổi bật tại Việt Nam, bà xã Trường Giang liên tiếp có nhiều tác phẩm tiêu biểu và để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim khán giả như Cây Táo Nở Hoa, Tuổi Thanh Xuân. Hiện nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm lo tổ ấm của mình. Đối với cô, con gái là niềm vui và động lực trong cuộc sống. Ngoài ra, người đẹp còn thường xuyên hoạt động thiện nguyện, là đại sứ chương trình dinh dưỡng cho em của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Cũng tại sự kiện, Diễm My diện một chiếc đầm trắng xinh xắn, đính hoa của nhà thiết kế Hà Thanh Việt. Cô nàng trông rất nổi bật và rạng rỡ giữa dàn mỹ nhân. Với kiểu búi tóc cao, Diễm My lại càng trở nên khí chất. Giống như Nhã Phương, Diễm My cũng được biết đến với vai trò là một diễn viên sáng giá của màn ảnh Việt. Cô đang được đánh giá cao về diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới nhất đang chiếu trên sóng HTV2 mang tên Giấc Mơ Của Mẹ. Cô cũng nhận lời mời tham gia một số game show vui vẻ để làm mới bản thân. Khá hiếm hoi khi xuất hiện trước truyền thông, Angela Phương Trinh gây chú ý khi diện đầm ôm trắng, tôn đường cong cơ thể. Mỹ nhân không ngại thay đổi hình tượng, thử kiểu make-up tông tây môi trầm quyến rũ. Cô trở thành một bông hoa rực rỡ, khoe sắc trong sự kiện làm đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Nhan sắc người đẹp cũng được khen ngợi ngày càng rạng rỡ, cuốn hút. Hiện chỉ số hình thể của cô vô cùng ấn tượng là 84, 62 và 99cm. Sự xuất hiện của Phương Trinh trong sự kiện này khiến khán giả khá bất ngờ. Đông đảo người hâm mộ đều mong rằng người đẹp sẽ mau quay trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Bản thân nữ diễn viên cũng tâm sự rằng cô nhớ khán giả và đang có dự định quay trở lại với nghệ thuật. Hiện bà mẹ nhí đang chuẩn bị về tinh thần và cả sức lực để đem đến các tác phẩm chất lượng đến người hâm mộ của mình. Nhiều năm qua, Angela Phương Trinh cổ vũ lối sống lành mạnh, tích cực. Người đẹp duy trì chế độ ăn thuần chay, kiên trì theo đuổi những bài tập thể dục nhằm tăng cường sức bền, sự dẻo dai cho cơ thể. Một tuần cô tập gym đều đặn, tập cardio đến 6 ngày. Nhờ thế, cô luôn giữ được sức khỏe tốt cùng vóc dáng lý tưởng với ba vòng săn chắc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai cố gắng trao đi sự yêu thương, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cô từng chia sẻ, lối sống lành mạnh bao gồm ăn uống, tập luyện, suy nghĩ tích cực tác động đến con người tôi từ bên trong. Sự vui vẻ, an nhiên toát lên gương mặt, nụ cười của tôi. Hiện tại, tôi ngập tràn hạnh phúc trước nhan sắc xinh đẹp của ba nữ diễn viên sáng giá thuộc làng giải trí Việt. Người hâm mộ mong rằng tương lai, cả ba cô nàng sẽ cùng xuất hiện trong dự án nào đó. Nếu cả ba cùng đồng ý góp mặt trong một bộ phim, tin chắc rằng đây sẽ là tác phẩm rất thú vị và bùng nổ visual.